Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến với series học lập trình cơ bản C cộng cộng của mình. Thì sau đây, trong video này chúng ta sẽ cùng làm rõ các vấn đề cơ bản của C cộng cộng như sau. Đó là kiểu dữ liệu trong C cộng cộng, cách ép kiểu, cách khai báo biến, các toán từ trong C cộng cộng. Đầu tiên là về kiểu dữ liệu. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình, mọi người có thể search trên Google để biết thêm thông tin về các kiểu dữ liệu cũng như cách khai báo các kiểu dữ liệu trong C cộng cộng. Tiếp theo, chúng ta sẽ mở DeepC lên. Đây sẽ là cách khai báo hằng. Chúng ta có hai cách khai báo hằng, đó là khai báo bằng từ khóa define. Sau từ khóa define, chúng ta sẽ có tên hằng và giá trị của hằng. Ở khai báo define, chúng ta sẽ không sử dụng dấu chấm phẩy. Hoặc chúng ta sẽ khai báo bằng từ khóa const. Từ khóa const, sau đó chúng ta sẽ có kiểu dữ liệu của hằng, tên hằng và giá trị. Ở cách khai báo này chúng ta sẽ cần có dấu chấm phẩy. Đây sẽ là define b bằng 3,14 và const float e bằng 0,6. Đây chúng ta sẽ được hiểu là hằng số e có giá trị là một giá trị thực và giá trị bằng 0,6. Chúng ta sẽ chạy thử chương trình. Rồi. Tiếp theo, trong hàm main chúng ta sẽ có cách khai báo biến như sau: kiểu dữ liệu của biến, tên biến, giá trị khởi tạo ban đầu. Đây cũng chính là phép gán trong C cộng cộng, gán cho a, gán cho b một giá trị ban đầu. Để khai báo hai biến hoặc nhiều biến thì các biến sẽ được cách với nhau bởi dấu phẩy và kết thúc câu lệnh sẽ là dấu chấm phẩy. Kiểu dữ liệu nguyên tên biến bằng giá trị ban đầu. Tiếp theo, để in ra màn hình giá trị bất kỳ mà chúng ta muốn in ra màn hình thì chúng ta sẽ có câu lệnh cout như trên màn hình, như các bạn đang nhìn thấy. Vấn đề chúng ta cần quan tâm tiếp theo đó chính là vấn đề về các toán tử trong C cộng cộng. Và đã in ra rồi thì chúng ta sẽ phải nhập vào. Để nhập vào một số bất kỳ từ bàn phím, chúng ta sẽ sử dụng lệnh cin với điều kiện là biến đó đã được khai báo ở phía trên. Với điều kiện như vậy, chúng ta có hai câu lệnh cout nhập vào a, cin a, cout nhập vào b, cin b. Tiếp theo là toán tử. Cout tổng hai số a và b là a cộng b. Cout hiệu hai số a và b là a trừ b. Cout tích hai số a và b là a nhân b. Cout thương a chia b là, với thương a chia b thì chúng ta sẽ có ba vấn đề. Thứ nhất, a nếu như b bằng 0 thì chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này ở phần câu lệnh điều kiện. Và đây là vấn đề chúng ta cần quan tâm, ép kiểu. Nếu không có ép kiểu thì sẽ diễn ra như thế nào? Nhập vào a, mình sẽ cho a bằng 5 và b bằng 2. Lúc này thương a chia b, đây sẽ là phép chia nguyên, còn phép chia thực nó sẽ bằng 2,5. Chúng ta sẽ phải ép kiểu cho a chia b về kiểu thực. Để ép kiểu, chúng ta sẽ đóng mở ngoặc tròn và nhập kiểu dữ liệu cần ép. Bên cạnh kiểu dữ liệu cần ép, chúng ta sẽ để biểu thức ép kiểu hàm hoặc là một biến bất kỳ. Tiếp theo sẽ là chia phần trăm. Dấu phần trăm này được hiểu là phép chia dư. Nó sẽ cho ra kết quả a chia b dư bao nhiêu. Chúng ta sẽ chạy thử chương trình đồng thời xem kết quả của việc ép kiểu và phép chia dư. Tiếp tục sẽ là 5 và 2. Tổng a và b hiệu tích thương và phép chia dư. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình. Ở video tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm rõ các vấn đề về các câu lệnh điều kiện cũng như vòng lặp cơ bản trong C cộng cộng.